Theo tôi, tiêu dùng có trách nhiệm là bắt đầu từ nguồn từ chính những hành động hàng ngày của mình. Như tôi đi chợ thì tôi sẽ chỉ mua một lượng thức ăn vừa đủ cho gia đình ăn thôi, không mua nhiều tránh lãng phí. Là mọi cái đều vừa đủ, hơn nữa là thứ nhất là tiết kiệm cho bản thân, tiết kiệm cho xã hội. Tiêu dùng có trách nhiệm là ta nên chọn những sản phẩm tươi ngon và phù hợp với gia đình mình có thể ăn được, và nên chọn những sản phẩm ăn chay để có thể tạo cho cơ thể mình có một chất dinh dưỡng thoải mái, và có thể là để tạo cho môi trường xanh sạch đẹp hơn. Nước là nguồn tài nguyên vô giá. Để sản xuất ra 1 kg gạo cần 3.500 lít nước. Để sản xuất ra 1 kg thịt bò cần tới 15.000 lít nước. Điều đó cũng có nghĩa chỉ cần một lượng nhỏ thức ăn được tiết kiệm trong mỗi bữa ăn hàng ngày cũng đã góp phần vào việc bảo vệ nguồn nước trên trái đất. Tại Việt Nam, để tăng thêm 1 đô la Mỹ GDP phải tiêu hao tới 1.048 lít nước. Mức tiêu hao này đứng thứ 2 ở châu Á, chỉ sau Pakistan là 1.318 lít nước. Còn tại Nhật Bản thì mức nước tiêu hao chỉ là 19 lít. Mục tiêu cuối cùng của tiêu dùng bền vững là để làm sao cải thiện cũng như là nâng cao chất lượng cuộc sống, làm sao mà tiêu thụ ít nguyên liệu và giảm các cái tiêu cực chủ yếu là về môi trường. Sử dụng nước quá mức làm gia tăng về an ninh nguồn nước toàn cầu. Nó còn tác động đến nhiều nguồn tài nguyên khác. Ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, tăng trưởng kinh tế còn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu. Sản xuất công nghiệp với công nghệ lạc hậu là mức tiêu hao nguyên liệu, năng lượng còn rất lớn. Kéo theo tỷ suất phát thải chất ô nhiễm cao, cộng với nhu cầu tiêu dùng tăng đã trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho nguồn tài nguyên bị khai thác và môi trường bị ô nhiễm và đang gây mất cân bằng sinh thái. Ở vĩ mô có sự điều tiết của nhà nước ban hành các chính sách cụ thể liên quan tới vấn đề là tiêu dùng bền vững. Hiện nay chưa có đâu, mặc dù có lồng ghép trong số cái chính sách, cái chiến lược của quốc gia chưa cụ thể. Giờ phải có những cái chính sách cụ thể liên quan đến sản xuất bền vững và tiêu dùng bền vững. Để đạt được bền vững trong tiêu dùng, trong phát triển kinh tế, mỗi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp cần chung tay từ những hành động nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Phát triển bền vững cũng đã trở thành đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước và được thể hiện rõ nét trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc gia cũng như của các ngành và địa phương và đã được các địa phương tích cực triển khai. Từ những cái hành động rất là nhỏ thì có thể là ảnh hưởng chính mỗi cá nhân, mỗi đơn vị, mỗi gia đình là có ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường nói chung của con người. Chỉ cần một hành động nhỏ, mỗi người trong chúng ta có thể giữ gìn được môi trường cho tương lai. Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm, không chỉ tiết kiệm tiền bạc mà còn là cách bảo vệ môi trường sống cho con cháu, thế hệ sau này của chúng ta trên trái đất. Ngay từ hôm nay, hãy từng bước một cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm để vì một trái đất bền vững.